Xin chào các khán giả của Duy Anh. Hôm nay Đức mang tới đây hai mẫu đồng hồ tiêu biểu cho phong cách tối giản đến từ hai thương hiệu đang rất được ưa chuộng, đó là Daniel Wellington và Olympia Star. Về Daniel Wellington hay còn gọi là DW thì có lẽ đã quá nổi tiếng rồi. Hãng đồng hồ có trụ sở tại Thụy Điển này là một trong những hiện tượng trong thế giới đồng hồ những năm qua. Tuy tuổi đời còn rất non trẻ nhưng DW đã và đang đi đầu phân khúc đồng hồ thời trang với nhận diện thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Trong khi đó thì Olympia Star hay còn gọi là OP lại có khởi nguồn lịch sử từ cái nôi của ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Và ngày nay OP là một thương hiệu rất mạnh với chiến lược tập trung vào thị trường châu Á. Chất lượng của sản phẩm này rất là tốt từ bộ máy cho đến hoàn thiện, đi kèm một mức giá vô cùng cạnh tranh. Hai thương hiệu này với hai tư duy khác nhau sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc cạnh tranh trào lưu thiết kế đồng hồ tối giản? Hãy cùng Đức phân tích từng phần xem đâu sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Đầu tiên, đây là hộp của DW, Daniel Wellington. Hộp bằng chất liệu giấy rất là đơn giản và với duy nhất tên thương hiệu ở phía trên. Kích thước hộp cũng vô cùng nhỏ gọn, vừa đủ cho một chiếc đồng hồ ở phía bên trong. Như các bạn có thể thấy thì phong cách đóng hộp này khá giống với các hãng điện thoại như là Samsung hay là Apple, rất hiện đại và thực dụng. Trái lại thì đây là hộp OP. Với tư duy truyền thống thì hãng đồng hồ này đặt sản phẩm của mình vào trong một chiếc hộp có kích thước khá là lớn, được làm bằng chất liệu da và được có logo, có tên thương hiệu ở đây cùng họa tiết đồng hồ rất là đẹp. Mở ra thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ ở chính giữa, rất là sang trọng, cổ điển, gần với chuẩn mực vốn có của ngành đồng hồ. Đã gọi là phong cách đồng hồ tối giản thì thiết kế của đồng hồ sẽ gần như lược bỏ hết đi những chi tiết thừa. Mặt số sẽ chỉ thể hiện tính năng cơ bản nhất, đó chính là xem giờ. Như các bạn đang thấy thì hai mẫu đồng hồ này đều không có kim giây, chỉ có hai kim là giờ và phút để chúng ta có thể nắm bắt được thời gian. Một tính năng khác cũng khá phổ biến là lịch ngày cũng sẽ không xuất hiện. Tất cả nhằm mục đích tạo ra một thiết kế đơn giản nhất. DW chính là thương hiệu đã đi đầu về triết lý thiết kế này. Có lẽ họ không phải là nhà sản xuất đầu tiên tạo ra nó, nhưng chắc chắn là thương hiệu thành công nhất. DW đã biến xu hướng minimalism trở thành một trào lưu hấp dẫn và thu hút hàng triệu khách hàng trẻ tuổi. Ngày nay thì 100% sản phẩm của DW đều có chung ngôn ngữ thiết kế này. Và ngay cả các thương hiệu khác cũng tham gia được vào xu hướng đó, đặc biệt là mẫu OP của chúng ta. Đây chính là một ví dụ điển hình. Cả Daniel Wellington và Olympia đều sử dụng kim stick cho đồng hồ của mình. Tuy vậy, bộ kim của DW có đuôi nhỏ hơn, đây cũng chính là đặc trưng của thương hiệu này, khác biệt với các thiết kế tối giản khác. Một điểm chung nữa của chúng ta đó là cọc số dạng vạch. DW sử dụng một cọc số khá mảnh, trong khi OP lại làm đậm hơn một chút. Điểm này cũng nhằm hài hòa với thiết kế cọc chia phút dạng vạch trên mẫu DW và dạng chấm tròn nổi ở trên mẫu OP. Cá nhân mình thì thích lựa chọn của OP hơn. Chuyển sang phần vỏ thì đây cũng là một điểm khác biệt khá hay giữa hai mẫu này. Chia sẻ điểm chung là bezel cong hai chiều siêu mỏng. Tuy nhiên thì nhìn từ cạnh bên, mẫu DW Classic sẽ mỏng hơn khá nhiều nhờ thiết kế vỏ gần như nguyên khối và vát mỏng ở phía đáy. Phần nắp lưng bằng thép trắng với logo DW nằm ở giữa. Mình thấy kiểu thiết kế này rất là đẹp và thời trang. Ngược lại thì OP vẫn duy trì phong cách đồng hồ truyền thống vốn có, dù đây là một thiết kế theo trào lưu mới. Bộ vỏ nhìn từ cạnh bên khá vuông vức, được hoàn thiện theo kiểu phay xước. Tai càng của mẫu OP này cũng lớn hơn so với đại diện của Daniel Wellington, cho cảm giác là cứng cáp hơn. Nắp đáy thì chiếm toàn bộ diện tích mặt lưng với 6 con ốc để gắn kết với phần vỏ, cùng logo OP nổi bật ở chính giữa. Cảm nhận của mình thì OP đã sử dụng thiết kế này để phô diễn trình độ hoàn thiện xuất sắc của mình trong tầm giá. Xưa nay đó vẫn luôn là một lợi thế quan trọng trong cạnh tranh của họ. Một điểm mạnh nữa của OP chính là việc sử dụng kính sapphire nguyên khối so với kính cứng của Daniel Wellington. Tuy nhiên nếu các bạn muốn thay kính cho mẫu DW này thì Duy Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Thêm vào đó thì Daniel Wellington cũng gây ấn tượng bằng chất lượng của dây. Mẫu dây này là da nâu trơn, có tên là Bristol, tên một thành phố của nước Anh. Các kiểu dây khác của DW cũng sẽ có những cái tên riêng. Chất da rất là mịn, êm và dày dặn so với chất lượng chỉ ở mức trung bình trên mẫu OP. Có lẽ xuất thân từ một nhà sản xuất dây nên là DW luôn xác định đây là một trong những điểm nhấn trong sản phẩm của họ. Cuối cùng là cảm giác lên tay. Mẫu DW thì mỏng hơn, nhẹ hơn và sở hữu dây da chất lượng hơn nên sẽ cho trải nghiệm mà đeo rất là thoải mái. Mẫu OP cũng có cùng đường kính là 40mm với thiết kế dày hơn nên sẽ cho cảm giác là chắc chắn và đầm tay hơn. Cả hai mẫu này đều có rất nhiều phiên bản màu. Riêng DW sẽ có thêm cả size 36mm cho những bạn tay nhỏ. Các bạn có thể tham khảo thêm các phiên bản đó trên đồnghoduyanh.com. Tất cả sản phẩm của DW và OP đều đang có mặt tại Duy Anh Watch Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với chế độ bảo hành chính hãng 2 năm cùng nhiều ưu đãi khác. Các bạn yêu thích một DW trẻ trung, thời thượng hay là một mẫu OP đơn giản và truyền thống? Hãy cùng chia sẻ ý kiến ở phần bình luận bên dưới và đừng quên gợi ý những chủ đề mới mà các bạn quan tâm. Đức xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.